Chào anh em nhé. Đây là điều cực gì buổi thứ ba. Quảng bá di tích lịch sử văn hóa được đánh giá là hoạt động sáng tạo nổi bật,
nằm trong chuỗi các hoạt động chuyển đổi số của Tuổi Trẻ Hải Phòng trong năm 2023. Theo đó, Tuổi Trẻ thành phố đã triển khai lắp đặt mã phản hồi nhanh QR code tại 378 địa điểm di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp thành phố. Cùng với đó, công trình chợ dân sinh chuyển đổi số và khu phố 4.0 mô hình mở tài khoản cài đặt ứng dụng Vietinbank Pay đã được sử dụng mã QR code thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt cho các hộ kinh doanh lẻ, các tiểu thương tại các chợ dân sinh. Hiện các điểm chợ dân sinh trên địa bàn các quận Kiến An, Lê Chân và Đồ Sơn đã hoạt động hiệu quả. Tại các huyện, chương trình chuyển đổi số được triển khai hiệu quả trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với việc thúc đẩy phát triển các sản phẩm ô cốp. Tiêu biểu là tại huyện Thủy Nguyên, huyện đoàn đã thành lập tổ công tác chuyển đổi số cộng đồng tại 37 xã và thị trấn. Trong đó, các mô hình ứng dụng công nghệ quét mã QR tại các khu di tích lịch sử, văn hóa đã mang lại hiệu quả tích cực. Huyện triển khai số hóa các sản phẩm ô cốp để đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử nhằm hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản đặc hữu. Tại công ty xi măng Vinh Sơn Hải Phòng, đoàn thanh niên đã triển khai 3 mô hình ứng dụng công nghệ hoạt động, cài đặt app tại 500 cửa hàng phân phối sản phẩm cho khách hàng, trả lương cho lao động qua phần mềm thay vì chi trả bằng tiền mặt theo cách truyền thống, khách hàng tự động không dừng. Có thể khẳng định, với vai trò xung kích và là hạt nhân trong các phong trào thi đua, Tuổi Trẻ thành phố Hải Phòng đã góp sức trẻ cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong chủ động tiếp cận, tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo nền tảng vững chắc để Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á theo tinh thần nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 83 năm ngày thành lập Đội Thanh niên tỉnh Phong Hồ Chí Minh, Quân đoàn, Hội đồng đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Ngô Quyền vừa phối hợp tổ chức hội thi xuyên ca cấp quận năm học 2023-2024. Tham gia hội thi có 43 thí sinh là học sinh đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận. Các giọng ca nhí trình diễn các bài hát với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, Đảng, Bác Hồ, thầy cô và mái trường, các làn điệu, chất lượng dân ca các dân tộc. Qua đó, ban giám khảo hội thi lựa chọn những giọng ca xuất sắc nhất để tiếp tục gửi tham gia hội thi dân ca cấp thành phố. Qua đó nhằm phát triển bồi dưỡng nguồn nhân lực và cơ sở chuyển đổi trong âm nhạc và truyền hình. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng ngày hôm nay. Khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét hại, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 10 đến 12 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét hại, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 11 đến 13 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ và vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 m, biển động mạnh, nhiệt độ từ 12 đến 14 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình do Mai Hương biên tập và đạo diễn, dẫn chương trình Mai Hương Minh Khuê, kỹ thuật viên Nguyễn Hạnh thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình thời sự sau. Bạn cần điều gì để bắt đầu một ngày mới? Những tin tức cập nhật, những lưu ý về giao thông, hay những tư vấn về sức khỏe? Chỉ cần bạn bật radio. Đoạn tài sản dịp Tết Nguyên Đán. Trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong dịp chuẩn bị đến Tết Nguyên Đán, các đối tượng lừa đảo tăng cường sử dụng mạng internet để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân phòng ngừa một số thủ đoạn lừa đảo qua mạng phổ biến trong dịp Tết như sau: 1. Quảng cáo giới thiệu việc làm để có thêm thu nhập. Lợi dụng nhu cầu của người dân muốn kiếm thêm việc làm để có thêm thu nhập chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, các đối tượng lừa đảo sử dụng các hội nhóm tìm việc online trên các diễn đàn, mạng xã hội đăng tải quảng cáo tìm kiếm lao động thời vụ như cắt vá quần áo, gấp phong bao lì xì,
dẫn sản phẩm, sách danh văn bản tài liệu với hứa hẹn sẽ được nhận ngay tiền công từ 1 đến 300.000 đồng mỗi ngày. Làm việc tại nhà không phải đầu tư vốn. Các đối tượng được yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc nhưng sau khi nhận được tiền thì cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Các nạn nhân đối tượng lừa đảo hướng đến thường là người lao động có thu nhập thấp, thất nghiệp, phụ nữ nuôi con nhỏ, học sinh, sinh viên, vân vân. 2. Giả mạo các thương hiệu, doanh nghiệp đưa ra các chương trình tiễn, tặng quà, khuyến mại trong dịp Tết. Đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội hoặc gọi điện thoại, mạo danh các công ty có thương hiệu như công ty FPT, chương trình tiền máy xanh, Tokyo Line, vân vân, liên hệ với nạn nhân để thông báo các chương trình khuyến mãi, khuyến tặng quà dịp Tết, tổ chức các cuộc thi hay thông báo khách hàng đã trúng thưởng các phần quà có giá trị cao như xe máy SH, điện thoại iPhone, sổ tiết kiệm có giá trị vài trăm triệu đồng. Sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng chỉ định để làm thủ tục nhận thưởng. Nhưng sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân và chiếm đoạt tiền. 3. Bán vé máy bay, vé tàu xe giá rẻ. Lợi dụng nhu cầu đi lại gia tăng trong dịp Tết, các đối tượng lừa đảo lập các trang web hoặc các trang Facebook giả mạo để đăng tải quảng cáo về các gói combo vé máy bay, vé tàu xe giá rẻ, ưu đãi với số lượng có hạn, hỗ trợ người dân về quê ăn Tết. Ngoài ra, các đối tượng còn giả mạo là nhân viên, đại lý thị trường của các hãng bay có ưu đãi số cao, mức giá hấp dẫn hoặc sử dụng đồng bọn còn giả làm khách đặt mua vé, đăng bình luận tạo hình ảnh giả về việc mua vé thành công. Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sẽ liên lạc để chiếm đoạt tài sản, xóa toàn bộ dấu vết các tài khoản đã sử dụng liên hệ. 4. Cho vay hiện thủ tục nhanh, lãi suất thấp, càng gần hết nhu cầu vay tiền để cho cá nhân như gia đình càng tăng cao. Lợi dụng việc này, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đang quảng cáo cho vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục nhanh chóng. Sau đó, chúng tạo hình ảnh giả về việc vay tiền rồi yêu cầu nộp rất nhiều khoản tiền như phí mở hồ sơ, phí bảo hiểm để được giải ngân. Sau khi chuyển tiền xong, người vay không nhận được tiền giải ngân và không liên lạc được với đối tượng. 5. Giả mạo hoặc chiếm đoạt tài khoản Facebook của du học sinh, người sinh sống ở nước ngoài, nhắn tin cho gia đình, bạn bè nhờ chuyển tiền. Các đối tượng lập tài khoản mạng xã hội giả mạo hoặc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội thường là Facebook của du học sinh, người sống ở nước ngoài, sau đó nhắn tin cho gia đình, bạn bè hoặc người thân ở Việt Nam nhờ chuyển tiền. Bên cạnh đó, để tăng thêm lòng tin, các đối tượng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo video giả mạo người thân và biển xác định. Với thủ đoạn tinh vi trên, các đối tượng đã thực hiện chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Để phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng đề nghị người dân thực hiện các khẩu hiệu 4027 cụ thể như sau: 401 không hoảng sợ khi nhận được điện thoại, tin nhắn, các thông tin mà người lạ gửi đến có nội dung xấu liên quan đến cá nhân và người thân, thông báo có liên quan đến các